Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay cô rất vui khi được cùng với các bạn tìm hiểu tiết địa lý. Cô chúc các bạn sẽ có một tiết học thật là thú vị và biết thêm nhiều điều bổ ích nhé. À, trước khi bắt đầu tiết học, cô có một trò chơi rất là vui, đó chính là trò chơi đào vàng. Cô và các bạn sẽ cùng nhau tham gia nhé. À, trên màn hình của cô có bốn thỏi vàng tương ứng với những giá trị khác nhau và mỗi thỏi vàng này sẽ chứa đựng một điều bất ngờ. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đào những thỏi vàng này lên xem nó chứa đựng điều gì nhé. Cô sẽ chọn thỏi vàng 50 đô. Thỏi vàng 50 đô tương ứng với câu hỏi: diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu? A. 330.000 km², B. 300.000 km², C. 378.000 km², D. 181.000 km². Các bạn cùng nhau suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé. Đáp án của chúng ta là diện tích lãnh thổ của nước ta là 330.000 km². Cô có lời khen dành cho những bạn trả lời đúng. Bạn nào mình chưa trả lời đúng thì mình cố gắng hơn ở những câu sau nhé. Vậy là cô đã lấy được thỏi vàng 50 đô. Tiếp tục, cô sẽ chọn ngẫu nhiên thỏi vàng 100 đô. Nước ta nằm trên bán đảo nào thuộc khu vực Đông Nam Á? A. Bán đảo Mã Lai. B. Bán đảo Cửu Long. C. Bán đảo Đông Dương. D. Bán đảo Lôi Châu. Câu trả lời của mình là câu C, bán đảo Đông Dương. Vậy là chúng ta lại lấy được 100 đô nữa rồi nè. Bây giờ cô sẽ chọn 20 đô. Thỏi vàng 20 đô tương ứng với một lời chúc. Chúc các bạn có một tiết học thật bổ ích. Bây giờ cô chỉ còn một thỏi vàng cuối cùng. Tương ứng với câu hỏi: bán đảo Đông Dương gồm những nước nào? A. Việt Nam, Lào, Campuchia. B. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. C. Thái Lan, Lào, Campuchia. D. Việt Nam, Lào, Thái Lan. Câu trả lời là câu A, Việt Nam, Lào, Campuchia. Vậy là cô trò chúng ta vừa đào hết được bốn thỏi vàng rồi. Cô có lời khen dành cho các bạn ha. Cô trò chúng ta vừa khởi động bằng một trò chơi đào vàng rất là thú vị rồi. Như chúng ta cũng biết, nước ta có rất là nhiều khoáng sản nè. Vậy thì ngoài vàng ra thì nước ta còn có những khoáng sản nào nữa và địa hình của nước ta như thế nào? Cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu bài địa hình và khoáng sản của Việt Nam nhé. Trước tiên, cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về địa hình. Trên màn hình của cô là lược đồ về địa hình của Việt Nam. Các bạn có thể thấy trên lược đồ của chúng ta có rất là nhiều màu sắc nè và cũng có những đường vẽ, những ký hiệu. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được những ký hiệu và những màu sắc này tượng trưng cho điều gì? Các bạn nhìn vào phần chú giải nè, nó sẽ giải đáp cho chúng ta ha. Các bạn có thể thấy những màu sắc sẽ tượng trưng cho phân tầng độ cao. Ví dụ như những nơi nào có vùng màu xanh thì sẽ có độ cao từ 0 đến 50 mét. Những nơi nào có độ cao từ 50 đến 200 mét sẽ được thể hiện bằng màu xanh lá cây. Màu vàng sẽ có độ cao từ 200 đến 500 mét. Màu cam nhạt sẽ có độ cao 500 đến 1.500 mét. Và những nơi nào được tô bằng màu cam đậm thì sẽ có độ cao trên 1.500 mét. Ngoài ra các bạn còn có thể thấy nè, đây là những đường vẽ nhỏ nhỏ cong cong nè, nó chính là dãy núi đó các bạn. Chúng ta còn có những con số, mỗi con số sẽ tượng trưng cho tên của một dãy núi hình cánh cung. Chúng ta vừa tìm hiểu về lược đồ của Việt Nam rồi, vậy thì bây giờ các bạn cùng nhau quan sát lược đồ địa hình và tìm giúp cô vùng đồi núi ở đâu, vùng đồng bằng ở đâu trên lược đồ địa hình Việt Nam. Sau đó chúng ta hãy cùng nhau so sánh diện tích của vùng đồi núi và vùng đồng bằng của nước ta nhé. Các bạn đã tìm được vị trí của vùng đồng bằng và vùng đồi núi chưa? Bây giờ cô sẽ đáp cho các bạn nha. Những khu vực được tô màu cam chính là vùng đồi núi. Phần đất liền của nước ta
Khoảng 3 phần tư diện tích là đồi núi và chủ yếu là vùng đồi núi thấp đó các bạn. Vậy thì vùng đồng bằng sẽ nằm ở đâu? À, khu vực được tô màu xanh lá cây đậm chính là đồng bằng Bắc Bộ. Màu xanh dương chính là đồng bằng Nam Bộ và khu vực màu xanh lá cây nhạt chính là dải đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Ba khu vực này chính là vùng đồng bằng. Diện tích của phần đồng bằng chỉ bằng 1 phần tư diện tích của đất liền thôi. Qua đó chúng ta có thể thấy diện tích của đồi núi chiếm nhiều hơn so với diện tích của đất liền đúng không nè? À, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu về vị trí của vùng đồng bằng và vùng đồi núi rồi. Vậy thì bây giờ các bạn có thể nhìn vào lược đồ địa hình kết hợp với phần chú giải tìm giúp cô vị trí của những dãy núi có hình cánh cung không? À, chúng ta có dãy núi hình cánh cung sông Gâm được ký hiệu bằng một đường cong nè, kết hợp với số 1. Tương tự như vậy, chúng ta có dãy núi hình cánh cung Ngân Sơn, dãy núi hình cánh cung Bắc Sơn và dãy núi hình cánh cung Đông Triều. Vậy là chúng ta có 4 dãy núi hình cánh cung. Tiếp tục, các bạn có thể tìm giúp cô những dãy núi nào có hướng Tây Bắc Đông Nam không? À, chúng ta có dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Trường Sơn. Các bạn cùng nhau ghi nhớ những kiến thức này nhé. À, ở nội dung trước, chúng ta đã xác định được vùng đồng bằng rồi nè. Vậy thì bây giờ các bạn có thể chỉ giúp cô vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng Duyên Hải miền Trung nằm ở đâu không? À, khu vực màu xanh lá này chính là đồng bằng Bắc Bộ. Khu vực màu xanh dương là đồng bằng Nam Bộ. Và khu vực được tô bằng màu xanh lá cây nhạt chính là dải đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Ở nước ta có hai đồng bằng rất là lớn luôn. Vậy thì hai đồng bằng đó nằm ở khu vực nào? Các bạn có biết không? À, chúng ta có đồng bằng sông Hồng nằm ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long nằm ở khu vực đồng bằng Nam Bộ. Đồng bằng nước ta phần lớn là đồng bằng châu thổ do phù sa của sông ngòi bồi đắp, có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. Đó là những nơi trồng lúa rất tốt và thường tập trung đông dân cư. Qua tìm hiểu về phần địa hình, chúng ta có thể thấy phần đất liền của nước ta có 3 phần tư diện tích là đồi núi và chỉ 1 phần tư diện tích là đồng bằng thôi. Đồi núi nước ta chảy rộng khắp các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam. Các dãy núi phần lớn có hướng Tây Bắc Đông Nam và một số có hình cánh cung. Các bạn cùng nhau ghi nhớ kiến thức nhé. À, cô có một video clip rất là hay. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau xem nội dung của video này nói về điều gì nhé. Thuở thiếu thời trôi nhanh như dòng sông, nhưng dù nhanh đến mấy thì những bài học đầu tiên khi còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn in đậm trong ký ức mỗi người Việt Nam. Những hình ảnh không bao giờ phai về mảnh đất hình chữ S xinh đẹp và giàu tiềm năng của mình. Với hơn 3.000 km được bờ biển chạy dọc chiều dài đất nước như cánh cung dang rộng phía biển Đông, và phía sau lưng là bạt ngàn những cánh rừng với điệp trùng núi răng thành lũy, lô xô bắc úp với những dải đồi trung du, những cao nguyên nắng gió, những bình nguyên thẳng cánh cỏ bay. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Câu hát ấy đâu chỉ là niềm tự hào về cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, đó còn là niềm tự hào sâu sắc về những sức mạnh tiềm năng đang ẩn mình trong lòng đất. Trải mấy cuộc chiến tranh chưa có thời cơ thức dậy, đó chính là
tiềm năng khoáng sản. Cục trưởng Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam tự hào khẳng định. Căn cứ vào các cái kết quả điều tra, đánh giá và thăm dò tới thời điểm này thì có thể nói nước ta là một nước giàu tài nguyên khoáng sản. Với cái kết quả như vậy thì tới thời điểm này chúng ta có hơn 40 loại khoáng sản khác nhau. Trong đó có tới gần 10 loại khoáng sản đứng top 5, top 10 trên thế giới. Ví dụ như bauxit, titan zircon, đất hiếm, than, cát thủy tinh, đá trắng, vân vân. Ngoài ra, các loại khoáng sản khác cũng có quy mô cỡ mỏ trung bình trên thế giới như đồng, apatit, urani, vân vân. À, cô trò chúng ta vừa được xem một đoạn phim nói về khoáng sản của nước mình. Các bạn thấy đó, nước ta có rất là nhiều loại khoáng sản ha. Vậy thì cụ thể đó là những loại khoáng sản nào và những loại khoáng sản này thường có ở đâu? Sau khi học xong phần 2 này, chúng ta có thể trả lời được tất cả những câu hỏi đó. Cũng tương tự như cách chúng ta tìm hiểu về địa hình của Việt Nam, thì trên màn hình của cô là lược đồ về khoáng sản ở Việt Nam. Chúng ta sẽ dựa vào phần chú giải để có thể biết được những ký hiệu trên lược đồ này thể hiện cho điều gì. Các bạn có thể thấy, nhìn vào phần chú giải này, chúng ta có thể kể tên được một số loại khoáng sản ở nước ta như là dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, thiết, đồng, bauxit, vàng và apatit. Và những loại khoáng sản này sẽ được ký hiệu khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy dầu mỏ sẽ được ký hiệu giống như là hình một cái ống khói tô đen. Khí tự nhiên thì là hình ống khói nền trắng. Than thì sẽ được ký hiệu bằng hình vuông tô đen. Sắt hình tam giác tô đen. Thiết hình thoi tô đen. Đồng hình chữ nhật tô đen. Bauxit sẽ được ký hiệu bằng một hình chữ nhật nền trắng và có chữ AI ở trong. Vàng hình tròn phân nửa tô đen phân nửa trắng. Apatit hình vuông nền trắng và có chữ A ở trong. Chúng ta đã tìm hiểu về những ký hiệu cũng như là chú giải của lược đồ rồi. Bây giờ các bạn có thể chỉ giúp cô những nơi nào có mỏ than, mỏ sắt, apatit, bauxit và dầu mỏ không? Các bạn đã tìm được chưa nè? Bây giờ cô sẽ giải đáp cho các bạn nha. Mỏ sắt chúng ta sẽ có ở Hà Tĩnh nè, Yên Bái, Thái Nguyên. Apatit chúng ta có ở Lào Cai. Bauxit tập trung ở Tây Nguyên. Dầu mỏ chúng ta sẽ có ở Biển Đông. Và than chúng ta có ở Quảng Ninh. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu về khoáng sản của Việt Nam thì nước ta có rất là nhiều loại khoáng sản như là than, dầu mỏ, khí tự nhiên, bauxit, sắt, apatit, thiết, than đá. Thì những loại khoáng sản này được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. Ví dụ như vàng thì chúng ta làm trang sức nè, than đá chúng ta sẽ phục vụ cho ngành công nghiệp điện nè, dầu mỏ thì chúng ta sẽ làm nguyên liệu cho tàu thuyền, ô tô, rất là nhiều ha. Thì chúng ta cần phải biết khai thác khoáng sản một cách hợp lý vì chúng có hạn và chúng ta cũng phải biết sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau xem một đoạn video giới thiệu cho chúng ta một số loại khoáng sản ở nước mình cũng như là công dụng của nó trong đời sống hàng ngày.
các bạn thấy đó, nước ta là một đất nước rất là giàu tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải biết khai thác một cách hợp lý vì những khoáng sản này đều có hạn và phải biết sử dụng tiết kiệm có hiệu quả. Bên cạnh đó, các bạn có thể thấy 2 năm nay nước ta đã chịu ảnh hưởng nặng nề về dịch bệnh COVID, ảnh hưởng đến sức khỏe nè, đời sống nè, cũng như là nền kinh tế của nước ta nói chung. Cụ thể ở đây là ngành khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, ngành khai thác khoáng sản đã quyết tâm không để dịch bệnh COVID ảnh hưởng đến sản xuất bằng rất là nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nè, như là tiêm vaccine cho các cô chú công nhân, lao động giữ khoảng cách, giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay khử khuẩn. Nhờ đó mà ngành khai thác khoáng sản của chúng ta vẫn giữ vững được dây chuyền sản xuất và có nguyên liệu để cung cấp cho chúng ta sử dụng hàng ngày. Hôm nay cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về địa hình và khoáng sản của Việt Nam rồi. Bây giờ cô có một trò chơi nho nhỏ dành cho tất cả các bạn, đó chính là trò chơi hái táo. Trò chơi này sẽ giúp chúng ta củng cố lại những kiến thức mà mình đã học ngày hôm nay nhé. Trên màn hình của cô có 4 quả táo rất là thơm ngon nè. Mỗi quả táo sẽ tương ứng với một câu hỏi có nội dung liên quan đến bài học. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau hái từng quả táo này xuống nhé. Cô sẽ chọn ngẫu nhiên một quả táo mà cô thích. Cô chọn quả táo số 2 trước nha. Tương ứng với câu hỏi, các dãy núi chủ yếu chạy theo hướng nào? A. Tây Bắc Đông Nam, B. Cánh Cung, C. Đông Bắc Tây Nam, D. Bắc Nam. Các bạn cùng nhau suy nghĩ nhé. Đáp án của chúng ta là các dãy núi chủ yếu chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Cô có lời khen dành cho những bạn trả lời đúng. Bạn nào mình chưa trả lời đúng thì mình cố gắng hơn ở những câu sau nha. Vậy là cô đã hái được quả táo số 2 nè. Tiếp tục, cô chọn ngẫu nhiên quả táo số 4. Quả táo số 4 tương ứng với câu hỏi, vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các loại khoáng sản? A. Vì các loại khoáng sản rất hiếm. B. Vì các loại khoáng sản là tài nguyên vô tận. C. Vì các loại khoáng sản chỉ có hạn. D. Vì các loại khoáng sản phải mua của nước ngoài. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Đáp án của cô là câu C. Vì các loại khoáng sản chỉ có hạn. Chúng ta vừa hái được quả táo số 4 nữa nè. Bây giờ cô sẽ chọn quả táo số 1. Tương ứng với câu hỏi, tỉnh nào của nước ta có nhiều mỏ than nhất? A. Khánh Hòa, B. Hà Tĩnh, C. Tây Nguyên, D. Quảng Ninh. Đáp án là câu D, Quảng Ninh. Cô có lời khen dành cho những bạn trả lời đúng nha. Chúng ta vừa hái được quả táo số 1 nữa, vậy là trên cây của chúng ta bây giờ chỉ còn duy nhất quả táo số 3 mà thôi. Tương ứng với câu hỏi, vùng đồi núi nước ta chiếm khoảng mấy phần diện tích đất liền? A. 1/4, B. 2/4, C. 3/4, D. 2/3. Đáp án của cô là câu C, 3/4. Vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành trò chơi hái táo, hái được tất cả 4 quả táo thơm ngon. Cô có lời khen dành cho tất cả các bạn. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ cô có một bài tập dành cho tất cả các bạn. Các bạn hãy điền giúp cô những chỗ còn trống trên bảng này nhé. Sau khi điền xong, chúng ta hãy chụp lại và gửi qua Zalo cho giáo viên chủ nhiệm của mình nha. Thân ái chào các bạn.